Xin chào tất cả các em học sinh khối 6 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn tập kiểm tra bài thể dục phát triển chung gồm 7 động tác. Động tác thứ nhất vươn thở, động tác thứ hai tay, động tác thứ ba ngực, động tác thứ tư chân, động tác thứ năm bụng, động tác thứ sáu vặn mình và động tác thứ bảy điều hòa. Động tác thứ nhất vươn thở. Từ tư thế chuẩn bị, nhịp 1 các em bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay dang ngang lên cao chích chữ V, mắt nhìn theo tay, hai lòng bàn tay hướng vào nhau, đồng thời hít thở. Nhịp 2 các em đưa hai tay dang ngang bắt chéo trước bụng, thở ra. Nhịp 3 các em hai tay dang ngang lên cao giống nhịp 1, giống hít thở vào. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị và thở ra. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng các em đổi chân. Động tác thứ hai, tay. Từ tư thế chuẩn bị, nhịp 1 các em bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay dang ngang lên cao vỗ vào nhau. Nhịp 2 các em gập tay trước ngực, hai tay song song, hai nắm đấm ngang vai. Nhịp 3 các em dang tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi chân. Động tác thứ 3, ngực. Từ tư thế chuẩn bị, nhịp 1 các em bước chân trái ra trước một bước, trọng tâm dùng hẳn chân trước, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 3 các em đưa hai tay ra trước, lòng bàn tay sấp. Nhịp 3 các em đưa hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi. Động tác thứ tư, chân. Từ tư thế chuẩn bị, nhịp 1, các em kiển gót, hai tay dang ngang, lòng bàn tay sấp. Nhịp 2, các em khuỵu gối, hạ gót xuống, hai tay ra trước, lòng bàn tay sấp. Nhịp 3, các em kiển gót trở lại, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4. Động tác thứ năm, bụng. Từ tư thế chuẩn bị, nhịp 1 các em bước chân trái sang ngang rộng hơn vai, hai tay ra trước lên cao, song song mắt nhìn theo tay, hai lòng bàn tay hướng vào nhau. Nhịp 2 các em gập bụng, hai mũi tay gần chạm hai mũi chân, đầu gối thẳng không co. Nhịp 3 các em đứng dậy, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi chân. Động tác thứ 6, vặn mình. Từ tư thế chuẩn bị, nhịp 1, các em bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay chống hông. Nhịp 2, các em vặn mình sang trái, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 3, các em chống hông trở lại, giống như nhịp 1. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8, tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng đổi chân và đổi bên vặn mình. Động tác thứ 7, điều hòa. Từ tư thế chuẩn bị, nhịp 1 các em nâng chân trái ra trước, đầu gối cao ngang hông, cẳng chân ra trước, mũi chân duỗi, hai tay dang ngang, lòng bàn tay sấp. Nhịp 2 em hạ chân, hai tay bắt chéo trước bụng. Nhịp 3 các em nâng chân phải lên cao, giống như nhịp 1, hai tay dang ngang, lòng bàn tay sấp. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự như nhịp 1, 2, 3, 4. Như vậy là bài thể dục phát triển chung 7 động tác cô vừa mới ôn xong. Các em ôn bài để chuẩn bị cho tuần sau chúng ta sẽ kiểm tra một tiết bài thể dục. Hẹn gặp lại các em trong tiết dạy trực tuyến tiết sau.